Theo số liệu tài chính mùa trước Barca công bố ngày 28 tháng 9, lợi nhuận sau thuế của câu lạc bộ là 321 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn dự đoán trong kế hoạch tài chính chung mùa năm 2022 đến năm 2023. Tình hình nợ của Barca cũng khả quan hơn khi giảm năm thứ hai liên tiếp, hiện ở mức 583 triệu đô la Mỹ. Doanh thu thương mại của Barca tăng mạnh 43% so với năm ngoái, đạt 371 triệu đô la Mỹ, một phần nhờ số lượng hợp đồng tài trợ mới kỷ lục và doanh thu kỷ lục từ Barca Store. Chức vô địch La Liga cùng tình hình kinh doanh khả quan giúp Barca lãi vượt dự kiến. Một phần đáng kể trong các số liệu tài chính tích cực của Barca có thể đến từ những đòn bẩy kinh tế họ sử dụng vài năm gần đây và bán cổ phần nhiều tài sản để mang lại doanh thu tăng lên. Một trong những đòn bẩy đó là vụ bán 49,9% cổ phần của Barca Licensing và Merchandising, BLM, và trong năm qua, doanh nghiệp này đã ghi nhận doanh số bán hàng tại các cửa hàng thực tế tăng 54% so với năm trước. Thành công về mặt thể thao với chức vô địch La Liga cũng góp phần giúp bức tranh tài chính của Barca mùa trước tươi sáng hơn. Đội bóng dưới trướng huấn luyện viên Xavi chơi ổn định để rồi vô địch La Liga với 88 điểm, hơn đại kình địch Real tới 10 điểm. Tuy nhiên, cũng trong ngày 28 tháng 9, theo báo Tây Ban Nha El Debate, Barca còn nhận tin xấu từ tòa án, khi họ một lần nữa bị cáo buộc hối lộ khoản tiền 7,3 triệu đô la Mỹ cho cựu phó chủ tịch hội đồng trọng tài CTA, José María Enríquez de Greira. Hai cựu chủ tịch Barca Maria Bartomeu và Sandro Rosén đều bị buộc tội, cùng với Negreira và con trai ông Javier Enríquez Romero. Negreira từng làm phó chủ tịch hội đồng trọng tài CTA của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFF giai đoạn năm 1994 đến năm 2018. Văn phòng công tố Barcelona đang điều tra Negreira, nhưng ông không hầu tòa vì